Vâng, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Trở lại với một video kế tiếp trong buổi chiều tối ngày hôm nay, chủ nhật ngày 4 tháng 7. Khang Minh lên một video để set up, test âm, test nhạc và test micro đối với một cấu hình trị giá dưới 100 triệu. Sau đó sẽ dán tem, đóng gói, ship đi trao trả bác Tuấn trong khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau. Thì cái cấu hình này bác Tuấn đặt Khang Minh cách đây 3 ngày. Và hôm nay buổi chiều tối chủ nhật thì Khang Minh kết nối tất cả tổng cấu hình lại và toàn bộ dây jack kèm với 3 cái loa để lên một cái video này, các bác quý anh em cùng xem cũng như là gửi bác Tuấn Cà Mau cùng xem tham khảo những sản phẩm, những cấu hình JB Crowd khác nhau để chúng ta giải trí ca hát biểu diễn chuyên nghiệp. Thì bao gồm những cái thiết bị như sau trong cái cấu hình này của bác Tuấn Cà Mau. Đầu tiên là cặp loa MS28 full đôi bass 20, rất nhỏ gọn và xinh xắn. Khang Minh cập nhật cặp loa này về cách đây ít hôm. Và một quả súp BZX718XLF. Đó, Khang Minh kể ở giữa đây. Súp Acti liền crowd bên trong. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cảm nhận cái tiếng súp đối với những cái cấu hình loa khác nhau, từ full đơn cho tới full đôi và cho tới những cặp loa to nhỏ khác nhau. Khi âm thanh, khi một bộ dàn nó có súp thì nó quan trọng như thế nào, và chúng ta sẽ cảm nhận bằng những cái tiếng nhạc mà Khang Minh sẽ test ở cái phần 1, đó là nhạc sàn, nhạc remix, nhạc vũ trường. Và phần 2 sẽ là test micro. Phần 3 sẽ là dán tem, đóng gói, hàng lên đường. Tức là một video của Khang Minh bao gồm ít nhất là 2 đến 3 phần. Từ hôm nay cho tới ngày mai thứ hai, hàng lên đường. Các bác quý anh em xem, mua sắm sẽ xem được từ đầu tới cuối những cái hoạt động như vậy trước khi Khang Minh chia tay và trao trả các bác quý anh em đã ủng hộ mua sắm những đồ âm thanh bị bại khác nhau. Qua video hình ảnh thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Tuấn đã ủng hộ những sản phẩm mà Khang Minh sẽ giới thiệu kế tiếp, những thiết bị xử lý. Đầu tiên là một con Crowd 1200, nội địa Mỹ 120V, đời tụ vương miện, sò vương miện, nguyên bản zin và đẹp 90%. Bác Tuấn đã xem qua Zalo để đánh cho cặp loa MS28. Đó. Kế tiếp là một con vang số AAB K9800 hay là mã Plus. Tiếp theo là bộ micro AV SLX V5. Một trong những cái tai mic phân khúc phổ thông trên thị trường rất là hay. Đây. Đó. Một đầu thu hai tay. Và không để các bác quý anh em chờ đợi đâu, Khang Minh lên nhạc, chúng ta cùng thẩm âm. Và sau đó Khang Minh sẽ kiếm một bài hát nghêu ngao hoặc là ngâm nga để mọi người cùng nghe, cùng thẩm âm. Các bác quý anh em quan tâm đến nhiều sản phẩm khác nhau, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Hoặc là chia sẻ cho anh em, người thân, bạn bè biết một kênh chuyên cung cấp những sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng tuyển chọn cao cấp để phục vụ mọi người chơi JB, Crowd và những thiết bị xử lý, vân vân. We'll be right back.
người. Tức là video của Khang Minh sẽ đăng sau khi hàng lên đường. Đó. Tiếp là test micro, Khang Minh xin gửi đến toàn thể các bác quý anh em trên kênh một ca khúc của Trường Vũ rất là hay, bài hát Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Và cái ca khúc này đoạn đầu có một khúc là ngâm thơ rên rỉ một chút. Mọi người đeo tai phone nghe chơi nhá. Cho đến ngày vàng đầu.
tôi muốn nhiều, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa duyên mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu báu, mơ ước một đôi áo thêu để nở duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, lũ hoa đang hóng vội tàn, chưa vui đã sầu chia vui, vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thân thờ xa trước hàng thông reo, thương quá là thương khi lắng ngã về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng.
cái dây rác để đây nhá. Rồi đi nha. Nào đưa anh về liền. Này, hôm nay giờ này gọi chó. Tổng đài cứ ra liên tục.